vả quá. Sáng nào phải nấu nướng cho mọi người, lại còn chuẩn bị nữa. Có sao đâu anh, mẹ lớn tuổi rồi, con nó cũng đang tuổi lớn nữa, không qua lo được. Với lại em cũng nấu cơm để cho em mang đi làm luôn mà. Ăn ở ngoài mãi không tốt đâu. Anh biết, nhưng mà em phải chăm lo sức khỏe của mình đấy. Dạo này là hơi bị nhợt nhạt nhá. Này, hay là mẹ khó anh. Anh nói cái gì đấy, không nói linh tinh. Mẹ nghe được. Kìa, có điện thoại này. Thôi, mình sửa nào. Alo, gì ạ? Con nghe đây ạ. Này, cháu làm dâu mà sao những cái cơ bản không biết hết. Mẹ chồng cháu suốt ngày đi tương ăn là cháu không được dạy dỗ tử tế đấy. Nào ngủ nướng, lười, quần áo thay ra không giặt, cãi thay đôi với mẹ chồng. Dì bán hàng ngoài chợ mà nghe người ta kháo nhau hiếp cả đầu. Cháu xem thế nào, sống đừng để người ta chỉ vào mặt bố mẹ. Thế bố mẹ cháu có biết chuyện này không ạ? Biết, ông bà đã buồn rối ruột ra đấy. Mày lượt về một hôm mà nói chuyện. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Lần sau cháu sẽ rút kinh nghiệm. Thôi, có gì cháu gọi cho dì sau nhá. Thế là gì ạ? Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu ạ. Anh là chồng của em, có chuyện gì là phải chia sẻ với anh nhớ chưa? Không được giấu đâu đấy. Rồi, em biết rồi mà. Thôi Môn, tắt TV đi. Chuẩn bị đi học con. Vâng ạ. Con sửa đi con. Làm cái gì mà không cho con bé đi học thế à? Muốn nó đi học muộn à? Vậy con xong ngay đây ạ. Môn, con chuẩn bị sách vở xong chưa? Dạ, rồi ạ. Sáng ngày ra ấy, chị làm cái gì thì nhanh nhanh cái tay lên. Sắm sửa cái gì thì cũng phải là cho nó nhanh nhanh lên chứ. Đừng có ỉ lại vào tôi như thế. Kìa mẹ, Linh chuẩn bị đồ cho con. Sao sáng ngày ra mày đã to tiếng thế ạ? Tôi nói thế không đúng à? Anh lúc nào cũng chỉ có bênh bợ thôi. Bà ơi, bà đừng mắng mẹ con nữa. Mẹ con thương bà như bố con thương bà vậy đó. Ừ, bà biết rồi. Thôi, anh đưa con đi học đi rồi còn đi làm không có muộn. Mẹ ơi, con đi làm đi ạ. Ừ, đi làm đi. Bút, con chào bà, chào mẹ đi. Con chào bà ạ, con đi học ạ, con chào mẹ ạ, con đi học ạ. Ừ, con đi đi, bà yêu. Vâng ạ. Ngoan nhá. Vâng. Hai bố con đi cẩn thận nhá. Vâng ạ. Mấy giờ rồi mà không đi đón con bé đấy hả? Dạ, con đi ngay đây ạ. Đi qua hàng hoa quả, nhớ mua cho tôi một ít để mai tôi sang tôi thăm con bé Trang. Nó ốm suốt từ hôm qua đến giờ, chưa thấy ai ý kiến gì cò đến đâu nhá. Dạ, con biết rồi ạ. Sáng nay con cũng gọi cho Trang rồi. Em ấy nói là em ấy đỡ rồi ạ. Thôi, con đi luôn đây. Chào mẹ ạ. Con đi học về rồi à, lại đây với bà nào. Thế sao hôm nay con đi học về muộn thế? À, nãy cô giáo bảo con ở lại để nói chuyện về tình hình học tập của Moon. Thế nên là về hơi muộn một chút ạ. Mà tôi nói thật nhá, cháu tôi còn bé, nó ngoan lắm cơ mà. Càng lớn càng có vấn đề. Hay là trong phương pháp nuôi dạy của chị có vấn đề đúng không? Mà tôi không phải là soi mói gì chị đâu. Nhưng mà ấy, chỉ có ở nhà nuôi dạy con thôi mà cũng không nên hồn. Chắc là nhà tôi như thế nào mới vớ phải người như chị. Đúng là đồ bỏ đi. Bà ơi, không phải thế đâu. Con vẫn ngoan mà. Chỉ là cô giáo mời mẹ Linh lên để cho con học giỏi thôi. Thế á, ôi trời ơi, cháu bà giỏi quá bà yêu. Giỏi lắm nhỉ. Vâng. Bà không mau còn đi nấu cơm đi. Thằng Trọng nó cũng sắp về rồi đấy.
Nhà tôi vô phúc mới vớ phải cô chứ. Con gái tôi nó cũng đi làm dâu, nhưng mà không bao giờ phải để mẹ chồng phải nói nó nhiều như cô đâu. Dạ, con đi nấu cơm ngay đây ạ. Bà ơi, hôm nay con làm 10 điểm cả phát cả tán luôn đó. Thế à? Ôi trời ơi, bà yêu con quá. Mai bà trưởng nhá. Ừ, đúng rồi, cháu bà ngoan lắm. Để con dặn bác đựa cho mẹ nhá. Ừ, con gái của mẹ ngoan quá. Wow, hôm nay vợ yêu của anh chiêu đãi mọi người món gì đấy? Anh cười, con nó cười cho bây giờ đấy. Mẹ phải ăn kem nhé. Mẹ ăn cơm ạ. Cả ngày chỉ có mỗi một cái bữa cơm thôi mà chị chỉ có nấu được vài món như thế này thôi à? Chồng chị làm sao nó đủ sức để đi làm được. Cả con Mun nữa này, đang cái tuổi ăn tuổi lớn, chị muốn nó còi cọc không lớn được à? Tại mấy hôm trước con thấy thừa thức ăn phí quá nên hôm nay con bớt lại. Nếu mà mẹ không thích thì từ mai con sẽ nấu nhiều hơn ạ. Đúng đấy mẹ, nhà mình 4 người ăn làm sao hết được ạ? Cơm ạ, à, bố mẹ ăn cơm nhá. Mình muốn ăn cơm nhá. Mời con, đây là bác cho bà bác cho con nhá. Con thích ăn tôm gì nhỉ? Bạn ăn đi. Con xin. Con mời mẹ, em mời anh ạ. Đây là ăn cơm đi. Xin. Mẹ ơi, mai là cuối tuần, mẹ cho con xin phép về ngoại một hôm được không ạ? Ôi giời, con gái con lứa, lấy chồng thì phải theo chồng. Suốt ngày đòi về nhà ngoại, chỉ cần mỗi một năm về 1-2 lần là đủ rồi. Thông gia người ta cũng phải biết điều chứ. Về bên ấy, ngồi với nhau thì cũng chỉ buôn dưa lê, nói xấu nhà chồng thôi. Còn dâu nào mà chả thế. Mẹ, mẹ nói thế, oan cho con lắm ạ. Oan mới chả ức cái gì. Chị thử nghĩ xem, chị đã làm tròn cái bổn phận dâu con chưa mà suốt ngày đòi về ngoại. Hay là chị muốn đi, tôi cho chị đi luôn. Mẹ, tôi dễ tính lắm. Kìa mẹ, cả ngày có một bữa cơm, tại sao mẹ cứ to tiếng thế ạ? Anh thì lúc nào chỉ bênh nó thôi. Mà con cũng nói luôn, chuyện ở nhà mình mẹ đừng mang đi hàng xóm kể. Linh có vấn đề gì thì mẹ cứ nói thẳng với Linh. Tại sao chuyện của nhà mình mẹ cứ nói với hàng xóm đấy? Người ta bảo việc tốt thì khoe ra, mà việc xấu ra thì để lại. Mẹ cứ đi ông hoàng với hàng xóm như thế thì có hay ho gì đâu ạ? Bây giờ anh lại lên giọng dạy đời tôi đấy ạ? Con chỉ nói sự thật thôi. Có gì thì mẹ nói thẳng với Linh. Mà con thấy Linh chẳng có lỗi gì cả. Bây giờ thì cả làng xóm biết, ai người ta cũng nói. Mẹ xem có hay không? Đấy, có thấy chưa? Hơi một tí thì về mách lẻo với chồng. Bây giờ ấy, vợ chồng nhà cô ùa vào để bắt nạt cái bà già này chứ gì. Thôi, tôi ăn đủ rồi. Gia đình nhà anh chị ăn đi. Bà ăn cơm đi à? Mẹ. Con ăn đi. Em ăn đi. Anh nói chuyện với mẹ sao? Mẹ ạ. Gớm, chị không phải đóng kịch. Mà cái túi quà của tôi đâu, đi lấy ra đây. Để tôi còn sang thăm con gái tôi đây. Dạ, đây ạ. Mẹ đi cẩn thận ạ. Cảm ơn mẹ ăn kẹo. Mẹ xin luôn. Con đang đọc sách gì đấy? Con đang đọc sách đấy, đọc sách. Biết tất cả mọi chuyện.
Trên này nhiều việc thật ý, việc gì cũng có. Đã thế lại còn đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại, đỡ phải đi tìm. Hôm qua mình có gửi mấy cái CV, hôm nay người ta đã gọi điện để phỏng vấn rồi. Cũng may là nhờ có chị Linh biết tìm việc.com.vn sớm thì có phải là bây giờ đỡ phải ngồi ở nhà không? Chưa chặt ra rồi, không dạy dọn dẹp mà nấu cơm đi còn ngồi ì đấy làm gì? Đã không kiếm ra tiền, ở nhà ăn không ngồi rồi lại còn lười biếng. Vâng ạ, con đi đây ạ. Ôi giời ơi, dâu mới trả con. Vụng thối vụng nát ra, con tôi ấy mà nó mù nó mới lấy cô nhá. Thế ở nhà bố mẹ cô không dạy cô à? Không phải ạ, tại tay con trơn nên nó bị trượt ạ. Sai hay là cãi? Không ra lấy đồ mà dọn cái chỗ đi, hay để tôi dọn hộ. Hãy ra đây ngồi thế này, để tôi hầu hạ cho. Đúng là cứ giống mẹ. Mẹ cô như nào cô y hệt như thế. Tin con ốm nên là mẹ sang xem con như thế nào. Thế bà thông gia nay rảnh sang chơi đấy à? Dạ vâng ạ. Thế không mời mẹ vào nhà đi. Thôi, mẹ vào nhà với con đã. Dạ, chào bà thông gia. Thật ngại quá, hôm nay tôi sang đây nhưng mà không báo trước. Tôi có chút hoa quả mang sang để bà. Vâng, cảm ơn bà. Nhà tôi hoa quả không thiếu. Có thiếu chỉ thiếu đứa con dâu đảm đang thôi. Mà tiện hôm nay ấy, bà sang chơi thì tôi cũng mời bà ở lại ăn cơm, để xem con Trang, con gái bà nó khéo tay đến đâu. Đã không có việc làm, ở nhà chơi thôi. Có bữa cơm ấy mà nấu để hôm sống hôm chín. Dâu con ngủ trước giờ này mới dậy. Mà xong rồi còn đá thúng vụng lia. Tôi chả hiểu bà nhà bà dạy con bà kiểu gì thì tôi không biết nữa. Dạ, dạ, thưa bà. Cháu Trang nhà tôi nó cũng ít tiếp xúc với bên ngoài. Thành ra là có nhiều điều nó chưa phải. Thì mong bà từ từ dạy bảo giúp tôi ạ. Bà là nói thế, tôi đâu có dám. Mấy hôm nay tôi không biết là có ốm thật hay không, nhưng mà lười thì rõ rệt rồi đấy. Dạ, thưa bà, cháu nó ốm thật đấy ạ. Tiện hôm nay tôi sang đây là để xin phép bà cho cháu nó sang bên ngoại chơi mấy ngày. Trước hết là chơi, sau là để dưỡng bệnh. Bà nói ý thế là bà nghĩ nhà tôi cư xử không tốt với nó à? Mà con gái ấy đã đi lấy chồng rồi là con người ta. Mà hôm nay nhà tôi rất nhiều việc, tôi không đồng ý nó về bên ý đâu. Mẹ, mẹ không có nói thế thôi, nhưng mà tốt tính lắm ạ. Con cũng tìm được việc rồi, tuần sau con đi làm. Con không phải ở nhà đâu, mẹ chồng con cũng không muốn nói con nữa đâu mà. Mẹ cứ về đi, xong rồi khi nào con khỏi bệnh, con đi làm đủ rồi thì con sẽ về với mẹ nhá. Chào. Mẹ về đi mà. Rồi khi nào rảnh con sang. Con bà đã nói thế rồi thì tôi hỏi tiện. Dạ mẹ. Vâng, tôi xin phép bà. Mẹ, mẹ làm sao đấy ạ? Bà ơi, bà bị ốm ạ.
để con gọi bố về đưa bà đi bác sĩ khám nhé. Thôi, mẹ ngồi vào đây để con lấy nước cho mẹ uống. Xin lỗi con. Mẹ biết từ trước tới giờ lúc nào mẹ cũng trách móc con, rồi là đay nghiến con. Con làm đúng mẹ cũng chẳng khen, mà chỉ chờ lúc con làm sai để trách móc. Mẹ xin lỗi con nhé, bởi vì mẹ làm thế cho nên là con gái mẹ bây giờ nó phải gánh tay. Mẹ, mẹ đừng nói thế. Con sợ lắm ạ. Con ạ, mẹ chồng nào thì cũng có lúc đã từng làm dâu. Lúc nào chẳng có cái cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Thế nhưng mà mẹ cũng không hề biết thông cảm thấu hiểu cho con. Mẹ xin lỗi con nhé. Từ bây giờ mẹ sẽ yêu thương con, và mẹ sẽ không làm như thế đâu. Mẹ.